chị thích là phải tự nhiên, thích phải làm đẹp nhưng không làm đẹp, nhưng mà đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, thì đó là ngày hôm nay. Có hai lý do để Hương có mặt ở đây ngày hôm nay. Điều đầu tiên là Hương rất là yêu quý em Cún, bởi vì trước đó cách đây khoảng phải đến 6-7 năm rồi mọi người ạ, thì anh Hương đến đây để gặp Cún làm đẹp, và từ đó thì hai chị em có vui duyên gặp nhau và đã chia sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống đến giờ phút này. Và cái lý do thứ hai quan trọng hơn cả ngày hôm nay Hương đến đây, không biết là Hương ngồi đây để đang nói chuyện mọi người có phát hiện ra là Hương vừa làm cái gì ở trên gương mặt của mình hay không. Nếu mà không kể ra là làm chi tiết gì chắc mọi người không đoán được đâu. Và hy vọng thời gian tới mọi người còn đến DJ cũng như là ủng hộ Cún nhiều hơn nữa, tại vì Cún xứng đáng, cũng như là DJ xứng đáng được đón nhận những cái điều đó.